Hello, xin chào các bạn. Như những lần trước mình giới thiệu thì đa số các trường hợp thuốc nó sẽ phối hợp hai kháng sinh, và một kháng sinh nó sẽ đánh vào đường hô hấp và một kháng sinh nó sẽ đánh vào đường tiêu hóa. Nhưng một số trường hợp người ta muốn điều trị thật là nhanh, chẳng hạn như con gà của chúng ta bị bệnh đường hô hấp. Nếu như mà người ta điều trị nhanh, tốt thì nó sẽ không có dẫn tới tiêu chảy. Và để làm được cái điều đó thì thỉnh thoảng người ta sẽ phối hợp cả hai loại kháng sinh mà nó tác dụng tốt trên hệ hô hấp, để hầu như là nó sẽ trị dứt điểm bệnh ở hệ hô hấp, không làm cho con gà nó xuống sức thì nó sẽ không dẫn tới tiêu chảy. Hôm nay thì mình giới thiệu cái loại thuốc đó có tên là Dolin. Nó đặc trị viêm phổi, viêm túi khí, viêm xương khớp, phù đầu. Tại vì khi mà cái con vật nó bị viêm phổi, nhiều khi chúng ta chỉ biết cái triệu chứng bên ngoài của nó là khò khè, gầy ốm, sổ mũi. Nhưng mà chúng ta không có biết được nguyên nhân chính xác của nó là bị tụ huyết trùng, hay là bị ký sinh trùng đường máu, hay là viêm túi khí, viêm phế quản. Rất nhiều bệnh ở đường hô hấp. Do đó cái loại thuốc này nó kết hợp hai loại kháng sinh là lincomycin, tác dụng tốt trên đường hô hấp. Doxycycline cũng tác dụng tốt trên đường hô hấp. Ngoài ra nó còn điều trị luôn được cái bệnh ký sinh trùng đường máu, là một cái bệnh gây cho con gà hoặc là con gia cầm hay là gia súc, nó sẽ bị thiếu máu, gầy ốm. Mà chúng ta không sử dụng đúng cái kháng sinh doxycycline này là nó sẽ không hết. Cho dù chúng ta sử dụng những cái kháng sinh khác nó tốt cỡ nào giờ cũng không hết. Đây là cái hình thức chai của nó ở bên trong. Ở trên đây nó có cái đầu bóp để chúng ta nhỏ giọt. Chúng ta coi công dụng của nó. Dùng để trị bệnh nhiễm trùng huyết, thương hàn, rồi bệnh E. coli, tụ huyết trùng, viêm phổi do mycoplasma, viêm xương khớp, xương phù đầu xảy ra trên gà, vịt, chim, cút, trâu, bò, heo, dê, cừu. Thì những cái bệnh đó mà nó trị hết thì những cái triệu chứng bệnh nhẹ khác giống như là nóng sốt, bỏ ăn, sổ mũi thì đều điều trị được hết. Chúng ta sẽ coi cách dùng và liều dùng, pha vào nước uống hoặc là nhỏ miệng, dùng trong 2-3 ngày. Nếu mà nhỏ miệng thì gà tre chúng ta nhỏ 4-5 giọt trên lần, ngày nhỏ 2 lần. Gà lông thì chúng ta nhỏ 5-6 giọt trên lần. Gà lông là gà lớn các bạn. Ngày nhỏ 2 lần, pha nước uống thì 3ml trên 1 lít nước, hoặc là 3ml trên 10kg thể trọng, uống liên tục trong ngày. Thời gian ngưng thuốc là 7 ngày trước khi giết thịt. Chống chỉ định không sử dụng cho động vật bị suy gan, suy thận. Không sử dụng cho động vật bị mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Không sử dụng trong sản xuất trứng gia cầm để tiêu thụ cho con người. Nói chung cái thuốc này là nó đặc trị ở bệnh gà đá các bạn. Ở gà đá bị viêm phổi cấp tính như là tụ huyết trùng, CRD. Ngoài ra thì cũng có viêm phổi mãn tính, bệnh nó nhẹ nhẹ nhưng mà nó kéo dài, khó điều trị. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thích hãy bấm like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Bên cạnh đó thì các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký để cập nhật những cái video mới bên mình. Chào các bạn.